Hôm nay trước ban thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoan nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phong ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới. Niềm hạnh phúc chân an mãi không hề vơ. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân ân mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Giuse Phạm Trọng Linh và chị Maria Nguyễn Thị Hậu trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, khi tạo dựng loài người, Chúa đã muốn có sự hợp nhất giữa người nam và người nữ. Xin Chúa dùng sợi dây tình yêu mà liên kết các tôi tớ Chúa sắp được nên một với nhau nhờ giao ước hôn nhân, để những người Chúa cho sinh hoa trái trong tình yêu cũng được Chúa cho trở nên nhân chứng của chính tình yêu ấy. Chúng con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách sáng thế. Chúa là Thiên Chúa phán: con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng, nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình.
Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói: nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Tuyển chọn những người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây liên kết toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em được mời gọi đến hưởng một thân thể, anh em hãy cảm tạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào, với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy cùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động,
tất cả mọi sự, anh em hãy làm vì danh Thiên Chúa, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng: lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng hai bạn Hậu và Linh, có một cô giáo nọ đến gặp than phiền với một ông thầy giáo cùng trường rằng: tôi lấy chồng rất muộn, có cả một thời gian dài để suy nghĩ, để chọn lựa. Thế mà rồi tôi vẫn lầm lẫn. Và thầy biết không, kết quả của những lầm lẫn đó là đau khổ, là tan vỡ, là chán chường và thất vọng. Quả thật, trong cuộc sống thường ngày, ai trong chúng ta lại đã chẳng hơn một lần lầm và lỡ. Có người lầm lẫn giữa cái tốt, cái xấu, cái thật, cái giả, cái bền vững và cái chóng qua. Có người lầm lẫn giữa đồ ngoại và đồ nội, nhầm về điều tốt và điều không tốt, vân vân. Nếu như sự sai lầm trong việc chọn lựa một món đồ, một món hàng còn làm ta khó chịu bực bội, thì sự lầm lẫn trong việc chọn một người bạn thân, nhất là người bạn trăm năm, sẽ kéo theo biết bao là điều tai hại. Cái tai hại lớn nhất đó là gì? Là đánh mất cuộc đời, mất đi điều hạnh phúc mà ta hằng mong ước có được. Kể ra những điều này không phải nhằm hù dọa hai bạn Linh và Hậu, bởi lẽ chắc chắn hai bạn cũng đã suy nghĩ, đã chọn lựa. Nhưng ở đây ai cũng tin rằng hai bạn không nuối tiếc khi chọn lựa bước vào đời sống hôn nhân, cũng không sợ lầm lẫn khi anh chị quyết định gắn bó với nhau, nên vợ nên chồng trong bí tích hôn phối. Mà bí tích hôn phối, và chúng ta đã khẳng định, mà bí tích hôn nhân với sự tự do chọn lựa và thề hứa luôn luôn là: sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phân ly. Tại sao hai bạn không lầm lẫn? Bởi vì hai bạn đã có một thời gian dài để cân nhắc, để suy nghĩ, để tìm hiểu, để bàn hỏi, và nhất là có sự nhất trí, có sự đồng ý của hai bên gia đình. Do đó, trước mắt hai bạn sẽ là một hành trình đầy thơ mộng và hạnh phúc. Hạnh phúc ấy sẽ được chính Chúa là nguồn mạch tình yêu sắp đặt và chúc phúc. Người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ
để luyến ái với vợ mình và cả hai sẽ nên một thân xác. Có thể thấy, Chúa biết rằng hai bạn có thể hạnh. Chúa biết rằng anh Linh, bạn Linh chỉ có thể hạnh phúc khi có được bạn Hậu, và bạn Hậu chỉ có thể hạnh phúc khi có anh Linh, như bài sách thánh thứ nhất các bạn, bạn Linh đã đọc. Khi Eva được dẫn đến Adam thì ông đã vui vẻ, vui sướng và reo lên: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đó là một sự liên kết trọn vẹn nhất, thâm sâu nhất, mô phỏng sự liên kết của Chúa Kitô và Hội Thánh. Sự kết hợp mầu nhiệm này sẽ làm trổ sinh hoa trái yêu thương là con cái trong giáo hội, là sự biến đổi không ngừng theo dòng chảy thời gian, làm cho giáo hội ngày càng thêm tinh tuyệt, xinh đẹp, xứng đáng với tân lang là Đức Kitô. Và không chỉ được liên kết, chúc phúc bởi Thiên Chúa, hai bạn còn được hỗ trợ cả trong tinh thần và cuộc sống bởi cộng đoàn giáo xứ giáo họ và nhất là những người thân yêu họ hàng. Tất cả họ đang có mặt nơi đây để cầu nguyện và thầm mong ước cho tình yêu của hai bạn luôn thắm nồng và bền vững. Tuy nhiên, hai bạn chắc cũng đã nghe câu nói của bền tại người. Quả thật, nếu như những món đồ bằng gỗ, đá, sắt mà còn cần phải biết giữ gìn, bảo trì, thì món quà tình yêu mà Thiên Chúa qua phụng vụ giáo hội hôm nay trao ban cho hai bạn cũng rất cần được trân trọng và giữ gìn. Nhưng phải giữ gìn bằng cách nào? Bởi vì có biết bao người đã nhằm xây dựng, giữ gìn nó bằng sức mạnh của sắc đẹp, của địa vị, của cải và những cơ sở vật chất, nhưng rồi sẽ là thế nào? Nước chảy đá mòn, những dòng thác lũ của công việc, của thời gian cùng những hoàn cảnh bên ngoài sẽ là nguyên nhân làm xói mòn mối tình và làm cho mối tình đó dễ bị gãy vụn và đổ nát. Hệ quả của nó kéo theo sẽ là đau khổ ly tán. Vậy nên, có thể thấy mối tình của hai bạn cũng như mối tình của mọi người muốn được bền chặt thủy chung thì không có chất xúc tác nào tốt hơn, đó chính là lời Chúa. Mà một trong những lời mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 vừa nghe đó là gì? Nếu không phải là quên mình và hy sinh cho nhau. Một khi anh chị biết quên mình, hy sinh cho nhau thì hạnh phúc sẽ đến, thì mối tình của anh chị của sẽ được vững bền. Nhưng quên mình và hy sinh theo khuôn mẫu nào? Khuôn mẫu mà hai bạn được đề nghị đó là: ta không đến để được kẻ này kẻ hầu người hạ, nhưng đến để hầu hạ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Nếu sống theo khuôn mẫu của Chúa là anh chị đang đan kết cho sợi dây tình yêu ngày càng bền chặt, vững chắc, ngày càng đạt đến sự cao cả và lớn lao. Vì Chúa đã nói, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã dám hiến mạng vì người mình yêu. Theo đó có thể thấy, hành trang để hai bạn bước vào đời sống hôn nhân gia đình không chỉ là những ước hẹn, những lời chúc mừng, những bảo đảm của cải vật chất, của công ăn việc làm, nhưng điều quan trọng hơn cả đó còn là lời Chúa, là sự đồng cảm yêu thương của cộng đoàn giáo xứ giáo họ và mọi người thân thuộc. Và trong niềm xác tín đó, giờ đây mời hai bạn bước lên để cử hành hôn ước của mình trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh người. Anh chị rất thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô rang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị.
Anh Giuse Phạm Trọng Linh và chị Maria Nguyễn Thị Hậu, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Phạm Trọng Linh, xin nhận em Maria Nguyễn Thị Hậu làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nguyễn Thị Hậu, xin nhận anh Phêrô Phạm Trọng Linh làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận mà anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Nguyễn Thị Hậu, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Phạm Trọng Linh, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã muốn người nam và người nữ sống thành gia đình để cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo và cứu độ. Cùng tạ ơn Chúa với anh Giuse Phạm Trọng Linh và chị Maria Nguyễn Thị Hậu trong ngày thành hôn hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Chúa Kitô đã yêu thương Hội Thánh và người đã hiến mình vì Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn trung thành với sứ mệnh người trao, là tiếp nối sứ vụ giao giảng tin mừng bằng mọi cách thế và hoàn cảnh của thời đại. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho tình yêu mà hai chúng con tự nguyện cam kết với nhau hôm nay được mãi mãi bền độ bằng sự hy sinh, cảm thông và đồng trách nhiệm xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Biến động của xã hội, phát triển khoa học, công nghệ cũng hệ lụy đến đời sống các gia đình trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người ý thức sử dụng đúng mục đích và cho những người quản lý thị trường có trách nhiệm để đem lại lợi ích cho người dân. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu
cho các cha mẹ và mọi người thân thuộc, người còn sống cũng như kẻ đã qua đời. Xin Chúa cũng đồng hành với những gia đình đang phải phân ly, cho họ biết cảm thông với nhau và cùng nhau bước tiếp trong yêu thương và hạnh phúc. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương hiến mình cho hội thánh, xin thương chúc lành và tuôn đổ muôn ơn thánh trên gia đình mới này, và giúp mọi gia đình Kitô luôn tha thiết với ơn gọi nên thánh để trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Yêu thương, xin dâng lên Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân. Và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan sắp đặt. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái, mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhà ân sủng, bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Phạm Trọng Linh và chị Maria Nguyễn Thị Hậu mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhà Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản này xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh, bằng bí tích mình và máu Đức, bằng bí tích mình và máu Chúa Kitô được hòa thuận, thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Maria Nguyễn Thị Hậu được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Thánh Kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng
bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương hội thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy xây dựng và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tình yêu củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt. Và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời, hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện, theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Amen. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Cộng đoàn chúng ta chúc mừng anh Linh và chị Hậu chính thức trở thành vợ thành chồng theo nghi thức Công giáo. Chúng ta chúc mừng anh chị một tràng pháo tay. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi,
để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Chúc phúc, hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.